Đây là chuối chuối khủng cả nhà, hàng 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 ngon này cả nhà này. Đây ok, ui giời. Đấy, hôm nay này đói ăn đi kích cá cả nhà. Đấy. Đây, quay clip kích cá cho anh em xem tí, gọi là trải nghiệm mỗi ngày tí cho nó cuộc sống mưu sinh của anh em rừng núi nào nhá. Anh cháu mấy cái xe kia đây này, kích cho anh em xem nhá. Là người khôn cửa của cũng khôn cả nhà đi kích cá kiếm sống qua ngày thôi. Để làm gà rừng thì mùa này cũng chưa bẫy được, mưa quá trời, miền Bắc nó cứ mưa dầm dã suốt. Đây nhiều cá đâu, không thấy mấy sộp to đâu nhỉ. Dưa đồng to này. Đấy, dưa đồng to cho cả nhà. Đấy. Có nhựa đây. Dưa đồng. À, cá đang nước nó đang. Đây là con dưa đồng này. À, hai con dưa đồng to. Này. Này. Đây. Hai dưa đồng to. Ui ba con. Cả nhà. Đấy. Dưa đồng nhá, dưa đồng giờ là hiếm. Đấy. Con giếc đẹp chưa? Ồ, giếc giếc nhon. Thấy không? Ui, dưa đồng nữa này. Đây là cả nhà. Riếc. Riếc này mà kho giòn thì ngon lắm cả nhà. Đấy. Ôi. Dưa đồng nó. Tí đợi đánh. Nơi này nhiều có sộp to lắm cả nhà. Đi lên ngó kia. Rậm tí. Vất vả tí. Quay clip cho cả nhà xem, vất vả lắm, quay điện thoại vất vả gì. Tại nó hơi rung tí này, cả nhà thông cảm nhá. Kênh tổng hợp. Ui con gì chạy, ui con diếc, ui con diếc, con diếc to, mấy con chộp, mấy con đấy to. Con nó ở đây hả? Đây là con cái mỏ đó hả? Chết rồi, con giếc to đấy hả? Ô con giếc vừa nó náng đây xong hả? Đâu hai con nó ở trong rộng quá. Thôi giờ tí quay lại đánh đấy. Thì mình sẽ quay lại mình vợt hai em này. Đây ra nhà đây. Đây ở nhà. Yêu phi to. Ôi, thôi để ra nhà. Đánh nó rộng quá nó khó. Khó bắt nó cả nhà. Cá đánh nó trong rộng quá nó. Cứ chạy đi chạy lại. Thôi được, đây này nó quang. À, clip cho cả nhà xem vất vả. Ui, con rô đồng lên bờ kìa. Ui, ui. Quỷ quái, ui, nhanh lên. Ui, đây nữa. Nhiều lắm. Ui, đây. Nhanh lên, con rô rô phì. Đấy, nhặt con rô đồng chưa? Hả? À, đấy, dưa đồng chưa? Hả? Con vừa nãy đấy. Ừ, không phải, con dưa đồng cơ. À, sẽ ăn lên đây này đánh tí, quậy đánh lại cho cả nhà xem. Bữa cá nó mới qua một lần
điện nó. Mới lên cả nhà. Ủa rồi đồng to chưa cả nhà này? Rồi đồng. Hả? Không. Rồi đồng nhiều lắm. Sáng mới đi. Này. Này. Vừa đảm nào ướt đi đánh phải ướt. Này. Ôi. Cái anh sang bên kia được thì tốt kìa. Sang bên kia thì đúng rồi. Sang kia đi. Ấy ở sang kia. Không, vào sau đi sang đi. Đi sang kia thì ra cái kéo em cành tre kia ra. Ủa ui à, ui. Ha. Đây. Này. Đây. Ở chỗ đấy. Rộng quá cả nhà. Đánh. Đánh. Này. Kìa cầy cho nhiều quá. Vất vả đánh. Thì đánh sẽ đánh lượt lại cho cả nhà xem nhá. Đây đây, anh ơi. Kéo cái chai xe ra cho. Đây. Đấy. Đấy 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 đấy. Hai con đấy. 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 Đấy một con, kia một con, kéo cha lên đã. Anh ạ. Kéo lên, kéo rộng lên. Kéo này, kéo đi. Rồi, kéo lên bờ. Kéo lên. Rồi, rộng tí mình đánh nhặt hai con đi. Thì đánh nhiều đấy. Úi. Kích là nó mới điện nó phóng mạnh ở nhà. Rồi, đây. Đánh hai lần. Đây, nằm nhiều cá to lắm rồi giờ. Này. Ấy, ư ư con. Giếc 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 mẩy chưa? Mà giếc khổ lực. Như em gái 18 cả nhà. Ui, hai tay hai súng. Hai súng. Đấy. Đấy. Khỏe lắm, cá rồi. Cá khỏe thế. Hôm nay rét cá nội. Chua gì ấy. Ui. Ui thủy quái. Ui. Con thủy quái nó lao như rồi. Xe tăng lên kia. Này, giếc này. Thôi, con nào. Chắc con ui, giếc này. Cái loại giếc bé này ngon này. Hai con tiêu. Ừ. Này. Ấy. Giếc này kho tiêu thì ngon lắm. Ở nhà. Rufi nai, kiểu nai đỏ này. Cá mồn men này. Này. Cá mồn men này. Đấy. Cá mồn men, coi. Ấy, cá mòn mèn cả nhà. Giếc mòn mèn. Giếc này cứ kho tiêu. Ok. À, đấy. Ôi, đằng sau. Con thủy quái vừa đây. Ủa, nó trên kia. Hả? Hả? Con thủy quái vừa nó lên đây. Ôi. Nó đâu biết. Hả? Con thủy quái trên này cả nhà, nhưng mà giờ rộng quá rồi. Ê. Đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Nè. Đâu? Đấy, rung rung trong cái đường đấy. Nè. Cua.
con này đâu nhỉ? Nhiều quá cả nhà, nhưng mà nó rộng quá. Ôi, kệ nó, cứ lên đây đi. Ui, ôi, ôi, trên đây. Cái này, nó đang lên cái hồ nước này. Ui, ui, thiếu quái. Thủy quái đây cả nhà, thủy quái phi. Ui, 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 phi to chưa nè. Ui, cả nhà này, phê chưa? Ui, ui, còn nhiều mà. Mà tự nhiên là đã châu phi thế là cũng là to rồi cả nhà. Đánh tự nhiên thì châu phi thế là cũng khớ to. Ui, 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 ôi, thủy quái, thủy quái, toàn thủy quái thôi. Thủy quái châu phi, ôi. Trời, hôm nay đánh mấy con mà, đâu hết rồi. Ôi, ôi, này thì đánh lại đi, đánh lại thôi. Ôi, ôi, hai ba con to thôi. Đâu hết rồi. Ôi, ôi. Ui, ấy, châu phi to. Ui, này đánh dồn, tí nữa đánh. Khỏe lắm cả nhà. Châu phi nó khỏe lắm. Đánh ủa sao con to mà đâu hết nhỉ? Hả? Ui! Đâu rồi? Vậy cá, ui! Em sộp mini. Ui em giếc này. Lấy em giếc, cá giếc ngon hơn. Em sộp mini, đây có một em. Em sộp nó mà đâu? Đây. Ở đâu? Đấy. Đây em sống nữa này. Đây nha. Giờ đánh lên trên này. Đánh nha. Rộng quá cả nhà. Rộng quá cả nhà. Nối đi đã. Ơi. Rộng quá nhỉ. Rộng quá. Ôi. Cá nhiều mà khó bắt quá. Rộng quá cả nhà. Đấy, cá nó cứ sổ rù rù.
Rô phi to, rô phi to cả nhà. Ui, đây còn to nữa. Rô ăn ngộ độc chết. Hả? Ngộ độc gì, ngộ độc gì? Có gì to thế? Không thấy ấy. Ui sụp. Sạch thế, cá này sạch mà. Cá tự nhiên, có cá có rơi đồng là sạch. Không. Khó đánh quá, cả nhà. Rộng quá. Trên kia còn nước không? Hả? Thôi xuống đi, đánh xuống đi. Đánh lại. Rồi mình sẽ đánh lại ha. Thôi, quá đi. Đi rồi ra kia lên. Đi làm sao được? Hả? Thôi đánh lại đây, mình nhiều con to lắm. Phải. Ừ. Thế quay tí mình xuống kia mình đánh ra. Ôi. Không biết con gì đây cả nhà ơi. À. Giếc to chưa? Cả nhà này. À, giếc này giếc U50 rồi. Giếc già này ổn quá. U50. Con gì nó rung như điện giật đây này cả nhà. Ôi. Hả? Ơ. Con gì rung đây nhỉ? Ô. Con gì rung đây? Ai? Dê đâu? Định mua đàn dê ở đây, đi với Phương rồi. Đâu, gốm bây giờ nó nghỉ mặt bằng ở đây. Mình sẽ cứ lại những con. Con vừa nãy nó chạy to quá cả nhà. Giờ đâu rồi? Nó thay đổi nước đây này. Ôi, ôi, ôi cả đôi giếc này. Ôi cả nhà này. Làm đi cứ đánh cá cứ nổi nó chuyện đéo nó này. Cứ nổi. Ôi. Ôi, đấy cả nhà ở đây. Ở đây nước nước mương tự nhiên cả nhà. Cá tự nhiên nó sạch lắm đấy. Ui cả nhà này, ui này giếc to này đấy, đánh cứ thích giếc này. Giờ mình đánh hai lượt mới nổi lên cả nhà đấy.
phê đánh. Ăn không được bao nhiêu đâu nhưng mà đánh cá này phê. Ủa nó chạy mấy con to thế đâu. Giống rô phi này. Nào kinh lắm. Nó khỏe à cả nhà. Rô phi nó khỏe lắm. Nước. Đấy, đánh thế còn không chết. Đây. Nó khỏe lắm. Rộng rô phi đây nó khỏe lắm. Cái dòng điện tử này đánh nó cá nó đánh nó lại nổi sợ nó hồi được lại, nó không như dòng kích kia kích truyền thống đánh cá nó hay bị chết đâm rồi hay cạn giống ngoài đánh nó tỉnh lại bình thường giật kìa. Đưa cần nhà nó giật nó bị kiểu đơ đơ đâu. Cái con to thế, con gì to thế ấy. Dậy này. Dậy. Né ơi. Né mà quá. Đấy, phải đánh lại lượt này. Để cái nó đánh nó sinh sôi rồi. Nó lại không đánh hết mà. Để nó sinh sản. Ui. Giếc à. Mình thích loại giếc này. Về. Ừ. Giếc này giếc 18 thì nó giếc tơ. Thì ăn ngọt nước. Giếc U50 thì cứng xương. Ai rồi, ai thích gái trẻ đây, cả nhà, mình thích loại giếc này đây, giếc này, đấy, cứ kho tiêu, ăn thì ok, cả nhà, nước nó sạch. Để nó xuống như thế này. Ôi trời, ôi nó cái rô phi toán con to. Giếc. Thích lại giếc bé này. Bé này đánh cá mình thật là. Có cá tự nhiên đánh thì không phải. Mua cá đi thả đánh. Quay cho anh em xem. Giờ này sộp ấy. Ta sộp không ngon mấy cả nhà, đánh cứ lại giếc cơ đấy. Đâu rồi? Ở đây thôi, cá to đấy, con gì mất rồi nhà ơi, mất rồi. Này nó cần giếc, nó cần nén phát là mất mà. Thôi sẵn đây cho này em đánh. Ừ này ơi đánh nhá. Ừ còn đánh trên này nè, thoải mái ăn rồi, đánh đủ ăn rồi. Anh em đi đánh nhá. Mình đánh để đủ ăn ấy, không cần đánh nhiều.
bé quá rồi Quy. Bé đấy. Nhìn mấy con. Nhớ con kia chưa? Hả? À. Cánh mấy con thử quái này thôi cả nhà. Thử quái châu Phi to này nè. Thoải mái rồi, không cần phải. Ui. Con thủy quái gì trong này đây? Ôi, con gì ấy? Rục. Không biết nó đâu rồi. Đây đây. Này đây này, đánh cho nhà xem nhá. Đây là ao này, rất là có giếc to. Ao này của công ty.